giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tân cảnh đám cưới Quý Bình và vợ doanh nhân ở Phú Quốc, chú rể lái siêu xe đón vợ. Chiều tối 23 tháng 12, tiệc báo hỷ của Quý Bình và bà xã doanh nhân đã chính thức diễn ra tại Đảo Ngọc Phú Quốc. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ hạc thuận tại chùa, lễ cưới hai bên gia đình và một bữa tiệc cưới hoành tráng tại một khách sạn sang trọng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phú Quốc là nơi mà nam diễn viên và vợ của mình chạm mặt, nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Với cặp đôi, Đảo Ngọc Phú Quốc như một vùng đất đặc biệt, minh chứng cho tình yêu của họ, có thể gọi là nơi tình yêu bắt đầu. Đúng giờ diễn ra tiệc báo hỷ, chú rể Quý Bình diện chiếc vest trắng bảnh bao. Anh xuất hiện cùng với bà xã trên chiếc siêu xe khiến các khách mời vỡ òa. Ngay sau đó, nam diễn viên nắm tay bà xã bước lên sân khấu trong những tiếng vỗ tay của quan khách. Chú rể Quý Bình bất ngờ hát tặng vợ ca khúc Nợ Nhau Cả Một Đời do chính chú rể Quý Bình sáng tác. Được biết ca khúc này ra đời do nhiều lần nam diễn viên ngồi tâm sự cùng nhạc sĩ Võ Hoài Phúc để ra được ý tưởng, xuất phát từ chính tâm tư và tình cảm của cả hai. Ngay sau phần hát, các quan khách yêu cầu Quý Bình và bà xã thể hiện tình cảm. Không ngần ngại, nam diễn viên hôn bà xã trước mặt mọi người. Anh còn bế bổng cô khiến cô bất ngờ và thích thú. Không kìm được cảm xúc, cô dâu vô cùng xúc động với những gì ông xã đã dành cho mình. Nhiều ngày qua, cặp đôi cũng dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Theo tiết lộ của chú rể, cả hai đã phải chi số tiền khá lớn cho lễ cưới được hoành tráng này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.